Gớm sao u cầu màu thế? Cái này con người ta là con gái thì u phải cho con người ta hiểu điệu thục nữ nó chứ. U làm cái gì kinh thế? Còn mày nữa, mày chào u thì mày chào cho rõ ràng, mày tự dưng mày u và xách dép và đập trên đầu mày bây giờ. Chào lại xem nào. Chào u. Chào con. Chào con. Chào con. Chào con. Hồi hộp quá. Mày chào như thế thì bà không cho mày làm dâu ấy. Gươm sen ơi là sen. Ô, đấy, được một cái nếp tốt lắm u ạ. Cái bụng nó lành hả? Vâng, cái bụng nó lành lắm. Vâng. U biết không, nó hiền đến cái độ này nhá u nhá. Hôm trước ấy, hai đứa ngồi ở bờ ao chuẩn bị xuống để chuẩn bị đào sen đấy u ạ. Thế mà con buồn, con không có việc gì làm, con vật ngửa nó ra xong, con nhổ hết lông mày, nó vẫn không nói câu nào. Đấy, nó được cái nét hiền như thế, con mới chọn đấy chứ lị. Thế nó hiền. Đâu để đi xem là đi ra đây cho u đến xem nào. Đến cho u xem kìa. Thôi mày đứng hình lại, tao cái mày đứng lại. Cu ra tao hỏi đấy. Dạ. Con này nó làm nghề gì mà nó đi cứ như con cá nược bị mắc cạn thế? Nó bán sen đấy, ngày nào nó cũng gánh sen ra chợ này này. Đấy, xong bây giờ nó đi, nó không có cái kia, nó đè xuống, nó lại vật này này. Đấy, à, hiểu không? À, ui hiểu rồi. Thế là dâu của u ấy, là làm nghề giống u ngày trước vâng, đấy. Vâng, đấy, làm nghề giống u, con mới chọn đi. Thế con bán hoa sen à? Không. Thế bán nhụy sen à? Không. Con bán cử sen à? Vâng, cú sen. Thế à? Thế à, con bán buổi sáng hả con? Sợ. À, nó nói gì đấy? Nó bảo sợ. Thế à? Thế bán trưa à? Sợ. Mày xuống giọng tí đi. Bán tối à? Sợ. Thế, con vợ mày nó đi bán mà nó sợ suốt ngày, thế là nó sợ cái gì đấy? Gớm u ơi, bán ban sáng thì sợ ngủ không đủ, bán ban trưa thì nó sợ nắng, bán ban chiều thì nó sợ mưa, bán ban đêm thì nó sợ ma u ạ. Ô mẹ, thế nó bán cho ai? Nó bán cái gì? Nó bán sen. Nó bán sen mà nó sáng trưa chiều tối nó không đi bán thì nó bán cho ai? Thì nó bán này nó ngồi ngay tại ao đấy, xong rồi ai thích thì nhảy xuống hồ. Đào sen là tha hồ đào củ thoải mái. Thế thôi. Thế ai muốn mua cứ nhảy xuống hồ, nó không bao giờ leo xuống. À thế à. Nó thương sen lắm, nó không dám cắt củ sen đâu ạ. Bán ai muốn mua tự xử. À thế à. Vâng. Thế à, con thế 3 tháng giờ là nó ở nhà con hả? U nghe bảo là gia đình con ấy yêu thương nó lắm, suốt ngày bắt nó hót phân. Thế tối thì có cho con của u ngủ không? Có. Thế à? Có u ạ. Nó cho ngủ ở đâu? Tối đến con ngủ chuồn bò, khuya con thức giấc ra mò củ sen. Mẹ cha mày, mày giống thằng bố mày rồi. Mò củ sen là giống thằng bố mày rồi. Con hơn cha là nhà có phúc đấy. Ê, bắt tay cái. Thế có nghĩa là nó cũng, con cũng giống u hả? Cũng bị hái hoa bẻ nhụy hả? U bảo gì thế? Sao? Con người ta cả con nhà lành mà lị. Thế sao mày bảo? Con phải mang về con hỏi ý kiến u cái đã, chưa gì hết u đã bảo như thế rồi. Thế sao mày bảo tao là mày... Không. Mò củ sen. Không có bảo như thế thôi, ăn thì rồi ngủ thì chưa u ạ. Thế à? Thế là tốt đấy con ạ, chứ như u là cả một đời khốn nạn đấy con ạ. Thế giỏi quá nhỉ? Em ơi, nhìn xinh ghê cơ. Thế con có biết nấu nướng? Thôi không gánh thì không nên đi như thế nhá. Bình tĩnh lại đi. Con ơi, thế con có biết nấu nướng gì không? Này, chỗ tài nấu nướng đi em. Cái vụ làm gỏi ngó sen tai hèo đấy. Dạ. Tai hèo cạo lỏng luộc chín, vớt ra để ráo thái mồng 3 ly. Ngó sen rửa sạch cắt từng đoạn dài 5-6, phấn ngầm phèn chua, rau thơm ớt trái thái chì, dưa leo cà rốt, ngâm mùi vắt khô. Ôi giời, nó hót như chìm, dáng người thanh mảnh, da hống tìm màu sen. Là gì? Hống tìm là tím hồng đấy. Cu ơi, u chẳng có khèn, lấy dâu ngoại quốc đừng đem về nha.
Nó lấy dầu ngoại quốc lúc nào? Nó là người Kinh mà lại. Người Kinh sao toàn nói tiếng nước ngoài? Nói tiếng nước ngoài đâu? Nó vừa hót líu lo nó đọc thơ bằng tiếng Kinh mà. Ôi trời ơi, thơ theo thể loại gì mà sao không ai hiểu đấy? Ôi trời, thể loại của U mà U không nhận ra à? Ôi trời, cái thể loại mà ngoại quốc chớ đèm về nhà đấy. Cái thơ đấy nó nói là nói cái gì đấy? Ôi trời, thơ này là U sáng tác ra, còn dạy cho nó mấy tháng trời nó mới làm được thơ thế. Đây này, nó lại bảo là tai heo cạo lỏng luột chìn là cạo lông đi luột chín nhá. Đó rồi thái mỏng ba ly là thái mỏng ba ly thôi. Đó rồi ngó sen cắt từng là cắt từng khúc này là ngâm phèn chua đấy. Rồi rau thơm ớt trái là thái chì là thái chỉ đấy. Xong rồi này, cà rốt dưa leo thì ngâm mùi là ngâm muối là gớm. Thơ U mà U chả nhận ra. Nghe thơ con này ngộ độc quá. Ôi, thế là con làm thơ đấy à? Làm thơ đấy. Khổ thằng con U là bởi vì nó nghe lời U. Cái nhà này là ăn nói mó sờ ra thơ mà con. Nhưng mà U có ý kiến thế này này. Hay là bây giờ mẹ con mình dùng văn xuôi để nói chuyện cho dễ hiểu nhỉ? Còn thế là tốt đấy U ạ. Chứ cứ dùng thơ phải có thằng phiên dịch ở giữa này mệt mỏi quá nhá. Cứ văn xuôi đi con. Chứ không phải để lại sáu thịt nồi da đấy. U nói văn xuôi mà cũng còn lợn kìa. Nồi da sáu thịt. Nồi da sáu thịt. Vâng. U thấy hình tượng của U ngày xưa đấy U ạ. Nó xinh ghê. Vâng. Này, thế sao nãy giờ cứ tủm tỉm thế? Đâu cười toe toét ra cho U xem nào. Gớm gì mày cười gớm thế? Sao nó cười kinh thế? Lấy 250.000 đi. Cầm 250.000. Ôi, xe lời mới vừa cười xong rồi U lại cho tiền cái này đi sắm quần áo xem ạ. Đi sắm quần áo cho nó. Đi ra mua cho tao cái ổn áp. Ổn áp làm gì? Cho con này nó đeo vào người, mẹ điện con này chập chạch rồi. Phải có ổn áp không thì chết ngay. Sao mà nó cười kinh hồn thế? Tại U đấy. Tự dưng đang bình thường, tự dưng bảo cười lên làm gì? Thì ông bà mình bảo là xưa nay đánh giá con người phải xem người đấy nói cười ra sao mà. Thì đấy thì U hỏi, cứ hỏi thẳng con này này. Con bảo đảm răng cỏ đủ đầy 32 cái, lưỡi dày 6 phân. Ôi mẹ, lưỡi lợn à? Lưỡi dày 1 phân. Nhiều khi con thêm cho hết hồn. Rồi, con bảo U đừng buồn nhá. Nó cười còn bình thường, U cười như con bổ củi ấy. Ngớm cái làm gì hố. Thế đây này, hình tượng của U ngày xưa đấy. Con mang về cho U xem, đây là bảng sao của U ngày xưa đây này. Eo ơi, ngày xưa U kinh dị thế à? Thế kinh dị như thế bố mới bỏ bố đi đấy. Thế à? Đây này, con nói cho U nghe nè. Đây này, sen của con ấy, mặc dù không đẹp U ạ, nhưng mà công ngôn dung hạnh là hết sảy đấy U ạ. Thế à? Vâng. Eo ơi, chính ra là con là giả vờ làm thế để cho U ngộ ra một cái điều gì đấy đó hả? Vâng. Này, nhìn hai đứa mày xứng quá. Cái cọng sen bây giờ đã có hoa sen nó cắm vào rồi. Thôi các bác ơi, chắc em phải cho nó cưới ngay đi. Chứ không nó lại bắt chước thằng bố nó đấy. Rồi nó lại ấy, rồi nó để ra một củ sen đấy, rồi lại khuyến mãi cái cọng sen nữa thì chết. Này, thế U xin nhận liền con dâu nhá. Dạ, cảm ơn U ạ. Ừ, này, xinh quá đi mất. Con ơi, thế cái lễ phép ông bà ta dạy rằng thế nào? Trước khi làm gì, đi đâu thì phải biết xin phép, phải biết chào hỏi. Hai đứa mày làm U xem. Vâng, dạ chào tất cả quý vị ạ. Chúng em đi vào đây chuẩn bị đào củ sen ạ. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Sáng tính